đi, chậm 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 nhé. Xin chào mọi người, đấy là cái đám ly lùn đấy, ly một số nơi thì cũng bắt đầu nụ tầm tầm như này rồi đây, một số nhà thì to hơn đây, to to như này này, khoảng xem 2 4 6 7 2 4 6 7 2 4 5, nó tầm khoảng 5 đến 7 nụ. Thì tầm thời điểm này thì thời tiết mà hơi ấm ấm thì là đẹp này, còn nếu thời tiết mà rét á thì nụ thì như này thì cũng là cần phải sưởi một chút, tầm khoảng sang tháng là có thể là sang tháng 12 âm là có thể sưởi một chút. Tầm này như là to hạt ngô đấy, to hạt ngô thì mình có thể lạnh thì sưởi được, còn nếu mà chỗ nào ấm á thì được rồi, ấm thì như này đẹp rồi. Còn cái này thì đấy, tầm thời điểm này thì mọi người cứ tưới bình thường thôi, tưới nhiều chỉ có, nhưng mà phải chú ý ánh sáng nhé, hàng hạt nụ như này tầm thời điểm như này là phải chú ý ánh sáng này, ánh sáng nhiều ánh sáng nhiều, kể cả nếu mà ban đêm mà ở nơi điện đường hoặc là thắp được bóng thì càng tốt, tránh rụng nụ. Hoặc là mọi người có thể dùng một số phun một số cái canxi ấy, số cái hàm lượng canxi nhiều thì tránh trường hợp rụng nụ, tưới cũng được mà mọi người phun lên cũng được. Hoặc là có thể là dùng cái tro bếp, mọi người cái đơn giản là dùng tro bếp xong rồi hòa với nước xong tưới lên. Cái đấy rất là vừa lại dễ làm mà lại hiệu quả. Đấy, mọi người chú ý nhé.